finish us off, go 2-1 up. Đối thủ ép trái liên tiếp của Chen Mo. Đội ra bóng 6-10. Bóng ngoài và điểm số thứ 11 dành cho Hayata. Quá khó cho Hayata. Rất nhanh, điểm số cho Hayata. Điểm số Game Boy, chính xác hơn là Match Boy dành cho Hayata. 17. Hai quả dao của Chen Meng. Bóng ngoài 9-10. Mười đều. Rất bản lĩnh, Chen Meng đã quân bình tỷ số và cứu được hai match point. Một chút may mắn đã nghiêng về phía Chen Meng. Không ai muốn cứ mãi xem những trận chung kết kết thúc một cách chóng vánh cả. Bây giờ thì game point cho Chen Meng. Quá kịch tính. Chưa thể có chiến thắng cho Chen Meng. Tỷ số được quân bình 12 đều. Không thể có một tình huống điều bóng chính xác và lại cơ hội cho Hayata có thể giành chiến thắng trong trận đấu này. Và như vậy là Hayata đã có được thắng lợi với một điểm số khá may mắn quyết định tỷ số trong cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Trung Quốc được quân bình 1 đều.